mình hả? Sao không ai bắt mình chơi nhở? Ê, ê, rồi, có bạn chơi với mình đây nè. Trời ơi, mừng hết sức à. Cuối cùng cũng đã có bạn chơi với mình nè. Trời, không phải một bạn đâu, cũng có nhiều bạn chơi với mình quá nè. Mà tại vì nãy giờ mình không biết, mình không có chơi với mấy bạn đó. Mấy bạn nó chưa tìm cho mình, thì ra giờ mấy bạn nó tìm cho mình. Cũng có nhiều bạn chơi với mình quá chứ, vượt mình chạy không chết luôn nè. Ê, cái bạn Heima này sao vậy? Tự nhiên mình không vào đi vào bạn Heima kế bên nè. Tội nghiệp bạn Heima đó quá. Rồi, cũng này là tới công chuyện luôn nè bạn. Trời ơi, nguyên đám không dí mình kìa. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Vân MT Gaming. Hiện tại thì mình vẫn còn đang trong hành trình đi tìm ông già Noel nhé bạn. Thì hôm qua mình đi leo cái gì qua nè ta? À, dù trước ngày giật đó bạn, thì mình leo đã đời. Xong rồi cái mình không thấy ông già Noel đâu hết trơn các bạn ơi. Thì trong cái video vừa rồi là mình thấy có một bạn comment nói là ông già Noel ở trong ngôi nhà ma đó bạn. Bây giờ mình sẽ vào mình khám phá ngôi nhà ma, mình tìm ông già Noel tiếp nha bạn. Không biết ông ma nào chơi kỳ ghê, tự nhiên ông già Noel người ta đang chuẩn bị quà để người ta đi phát quà, lôi ông vô đây chi vậy không biết nữa. Ủa đây là công trường mới bạn, sao tự nhiên bắt ông già Noel vô đây chi ta, không lấy bắt ông vô đây để làm phụ hồ hả? Thôi trước mắt thì mình cứ chạy trốn trước đi rồi tính nha bạn. Chứ nãy mình mới vô là mình có nhận được một cái thông báo là mình thấy là hãy chạy trốn khỏi virus hay ma đó các bạn. Nên bây giờ mình phải chạy trốn đó, có một bạn bị bắt rồi đó. Rồi hai bạn bị bắt luôn. Rồi đợi mình leo lên đây nha bạn. Mình thấy chỗ này cao nè, mình leo lên để mình nhìn xuống cho rõ. Mình dễ tìm ông già Noel hơn nha bạn. Trời sao mình không thấy ông già Noel đâu chơi mà mình thấy hay ma quào người ta kìa các bạn ơi, ghê quá. Rồi thì mình vừa nhìn chung chung thì mình không thấy ông già Noel đâu hết các bạn ơi. Thì trong cái map này là mình chưa tìm được ông già Noel. Thì để một hồi mình qua những cái map sau coi mình xem có gặp ông già Noel không nhé bạn. Còn hiện tại bây giờ là mình phải chạy trốn hay ma trước các bạn ơi. Rồi mình thấy một cô bạn hay ma leo lên đang kiếm mình nãy bạn. Phải nhanh chân nhảy xuống tẩu thoát thôi bạn ơi, để hồi bạn nó chạy theo mình là mệt lắm à. Rồi dưới đây có mấy bạn hay ma nữa nè. Nói chung thì là rất nhiều hay ma luôn nha bạn. Chỉ còn hai người là mình và bạn kia thôi bạn. Trời ơi sao vậy, mình mới nói cái bạn nó bị bắt luôn rồi. Trời khúc này hồi hộp với trời, thà là còn hơi mấy người thì mình đỡ sợ nha bạn. Còn có một mình cái mình rung sao bạn ơi. Trời mình đứng đây mà nãy giờ chưa ai thấy mình cho lo kiếm gì bển gì không biết nữa. Rồi còn có bạn kia chạy qua chạy lại hai lần chưa thấy mình luôn. Ủa alo các bạn sao vậy, bạn không chơi mình hả? Sao không ai bắt mình chơi vậy? Ê rồi có bạn chơi mình đây nè. Trời ơi mừng hết sức à. Cuối cùng cũng đã có bạn chơi với mình nè. Trời không phải một bạn đâu, cũng có nhiều bạn chơi với mình quá nè. Mà tại vì nãy giờ mình không biết, mình không có chơi với mấy bạn đó. Mấy bạn nó chưa tìm cho mình, thì ra giờ mấy bạn nó tìm cho mình. Cũng có nhiều bạn chơi mình quá chứ, vượt mình chạy không chết luôn nè. Ê cái bạn Heima này sao vậy, tự nhiên mình không vào đi vào bạn Heima kế bên nè. Tội nghiệp bạn Heima đó quá. Rồi cũng này là tới công chuyện luôn nè bạn. Trời ơi nguyên đám không dí mình kìa. Ấy sao anh biến thành cái gì mình chui vô đây rồi. Rồi xong bạn yếu nữa. Rồi ghét nhất là khúc bạn yếu nha. Nhưng mà mình luôn gặp may sao bạn ơi. Tự nhiên bạn yếu cái rất hết thời gian hả bạn. Ê thì có bạn yếu giờ này chứ. Yeah mình đã quên rồi bạn ơi. Trời thốc tim với cái bạn này thì chứ. Kiếm ông già Noel đâu không thấy. Thấy thầy ma dí chạy không chết. Rồi ok qua tới cái map tiếp theo nha bạn. Mình xem thử cái map tiếp theo là map gì và xem có ông già Noel trong đó không nha bạn. Tại vì trong ngôi nhà ma này có rất là nhiều map. Thì bây giờ mình đang đến với lại cái map tàu điện ngầm đó bạn. Để mình xem thử có ông già Noel trong đây không nha bạn. Ủa sao không thấy ta, thấy toàn mấy bạn chạy trốn giống như mình không vậy ta. Còn có mấy giây hay ma sắp xuất hiện rồi bạn ơi. Thì mình đợi hay ma xuất hiện xong rồi mình mới coi hay ma ở đâu. Rồi mình mới chạy vòng vòng để mình kiếm ông già Noel tiếp nha bạn. Trời bạn đó mua đôi giày tăng tốc chạy lẹ dữ. Hay ma chưa tới đây nữa bạn đã chạy mất tiêu rồi. Rồi các bạn bị bắt luôn nè, đừng nói với tôi là các bạn hồi nãy vừa chạy lại là bị zombie bắt này luôn nha. Vậy là bạn nó có đôi giày là bạn nó chạy siêu lẹ luôn á trời. Sao chạy lại? Bây giờ mình quan sát mình xem tình hình như thế nào nha bạn. Mình tạm thời mình núp sau lưng cái cây này đi các bạn ơi. Ê hình như mình thấy có một bóng dáng bị zombie đang đi qua. Thôi đi ra sau lưng cây này núp đi cho dễ nha. Đợi khi nào bạn zombie lại gần, bạn zombie phát hiện ra mình rồi mình hãy chạy nha bạn. Kế bên mình cũng có các bạn đang núp nữa kìa. Rồi màn hình chuyển qua màu đỏ rồi là zombie sắp tới rồi nè bạn, mà không biết ở đâu nữa. Sau lưng mình thấy gì ta, hay là hướng bên này ta. Ơi, ở trước mặt mình luôn kìa bạn. Trời giờ mình không thấy ta ơi. Rồi có bạn zombie đang chạy qua mình nè bạn ơi, chạy lẹ thôi bạn ơi. Để mình ảo thuật cho bạn zombie đó xem nha. Biến hình, mất tiêu, thấy không, heo heo. Trời ơi, mình vừa lướt qua đời nhau luôn, vừa lướt qua một bạn zombie kia luôn mà bạn đó giống như là chạy mà đang cái chớn chạy nhanh quá, bạn thắng lại không kịp nên không vào mình kịp bạn.
Rồi chắc an toàn đó, bạn thấy zombie bên kia không? Thấy zombie bên đây. Ê má ơi, trời hên quá, biến hình kịp mấy bạn. Thôi nhào lại vào mình ơi. Nãy giờ chạy hết nguyên map luôn à. Không thấy ông già Noel đâu chân. Thấy zombie không à? Kiếm ông già Noel này mệt ghê, bạn có thấy ổng đâu, thấy zombie không hả bạn? Trời còn chào mình nữa kìa bạn. Chào bạn nha, mình đi đây. Yeah, lại win rồi bạn ơi. Tay vỗ tay. Rồi ok, mình sẽ chơi tiếp tục nữa nha bạn. Để mình xem coi mình được vô có màn nào khác nữa không. Để mình kiếm ông già Noel tiếp nha bạn. Rồi thì mình được qua một cái map khác nè bạn. Cái map này là map kho thùng nè. Trời, nếu mà ông già Noel mà bị nhốt trong đây thì chắc kiếm hay mệt á. Hơi bị nhiều thùng, không biết ổng làm trong cái thùng nào nữa. Giờ mà kiếm từng thùng cũng lâu đó bạn ơi. Zombie cũng sắp xuất hiện rồi. Nói chung là mình không có thời gian để mình kiếm từng thùng mấy bạn. Nên mình thử, mình kêu thử cổng có ra không nha bạn. Ông già Noel ơi, ông già Noel nè. Ông già Noel ăn... thôi đi. Tôi tính nói là ông già Noel ăn cơm gà không. Vụ thử ông già Noel ra không nha bạn. Chứ không phải là... Ê, trời sao ông già Noel không ra mà tự nhiên zombie ra vậy. Không lẽ zombie đó họ ông còn tên là già Noel, nên để tên đầy đủ của zombie đó là ông già Noel. Cái mình kêu cái chạy lại liền ta. Chắc vậy quá bạn ơi. Chứ tự nhiên nãy giờ không thấy zombie đâu chân. Mới vừa kêu cái chạy lại liền luôn các bạn. Nói gì nói chứ mình cũng công nhận một điều luôn nha bạn. Là cái tên của bạn zombie hồi nãy quá đẹp luôn. Không ai sánh bằng. Tên là ông già Noel. Trừ ông già Noel ra thôi là các bạn nó không đụng hàng với ai luôn. Để mình test thử lần nữa nha. Ông già Noel. Trời ơi, mới vừa kêu ông già Noel ơi thôi bạn ơi. Là cái màn hình đỏ liền các bạn. Đang đi kiếm mình nè. Coi ai kêu nè. Đó, thấy chưa? Vậy là đúng tên hả bạn ơi. Đứng đằng kia, đứng quay qua quay lại, không biết ai kêu luôn kìa. Rồi, tới công chuyện rồi. Ê, không có, tôi không có kêu. Bạn bên kia kêu kìa. Trời ơi, tự nhiên chạy ra đây à. Kêu chơi chạy ra thiệt. Ờ đúng rồi đó, bên kia kêu quá, chạy bên kiếm đi. Trời ơi, tự nhiên chạy qua đây. Để mình coi thử coi bạn kia có sao không. Hình như, ê bạn nó trốn đối diện luôn kìa. Trời, mình có lỗi với bạn đâu quá. Để mình nhảy xuống, mình dẫn zombie chỗ khác chuột lỗi nha bạn. Nhưng mà cũng may bạn, tại dạng zombie này không biết chơi hay sao, hay là mới chơi á bạn. Nên bạn zombie đó không có wow được các bạn đằng kia. Thôi là những người khác là người ta đã wow được các bạn đằng kia rồi. Đây bạn đằng kia trốn lộ liễu quá. Rồi xong, sắp hết thời gian luôn rồi. Chia buồn với bạn zombie không bắt được ai hết. Cũng rất là may là các bạn hồi nãy không bị bắt nha bạn. Hồi nãy mà bị bắt là chắc là mình cắn rất lương tâm lắm luôn nè. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình chơi nữa nha bạn. Thì mình chắc mình vô vọng khi kiếm già Noel các bạn ơi. Mà mình thấy vô đây chơi vui quá nên mình chơi luôn các bạn ơi. Mình làm biến đi kiếm già Noel nữa quá. Chờ mình vô được cái map hồi nãy nè bạn. Map này mới vừa chơi xong luôn, giờ được chơi nữa. Mà mỗi lần vô một màn á bạn, là mỗi một người biến hành zombie khác nhau bạn. Nên hôm nay giờ mình có kêu ông già Noel đi chăng nữa mình cũng không sợ các bạn hồi nãy gượt theo mình nữa rồi bạn ơi. Đối diện mình của các bạn đang trốn trên mấy cái thùng này, để mình đi chỗ khác bạn ơi. Để thôi bạn nó biến hình. Trời hay dữ ta, mới vừa nói luôn là bạn nó biến hình hay ma rồi nè bạn. Thôi mình chạy chỗ khác bạn ơi, bạn nó dí theo mình đầu tiên luôn kìa. Trời ơi, hay ma mà chơi dài tốc độ nữa. Và ai chơi lại, chơi dài chơi lại. Ủa khoan khoan, hình như là nó hết gực mình rồi đó. Vậy mà mình với các bạn màu vàng này chạy thấy thương luôn vậy. Để mình xem các bạn zombie đâu rồi nhé bạn. Mà bạn zombie mất. Ê, thấy rồi nè, trời ơi, biết gì không thèm coi rồi. Zombie mà làm như thám tử lừng danh Conan. Và mang đôi dài chạy cho lẹ rồi. Hồi dắp té lộn mèo luôn bây giờ nè. Chơi zombie bấy lâu nay mình mới biết một sự thật là zombie nó kêu y chang như tiếng ngáy của người ta vậy đó trời. Đó bạn nghe thấy giống không? Y zombie tới kìa bạn, biến hình chạy lẹ bạn ơi. Rồi biến hình các bạn zombie ngơ ngác như cá thác lát luôn, không biết mình hướng nào luôn. Để mình dòng lại coi bạn đó ngày ấy ra sao nha. Thì bạn đó vẫn còn đứng đó đi vào xung quanh luôn. Bạn đó thật là ngây thơ. Ok, và cuối cùng bạn đó cũng đã phát hiện được mục tiêu. Và mục tiêu đó chạy trốn khỏi bạn đó rồi bạn ơi. Bạn đó vẫn còn dí theo mục tiêu và bạn đó tăng tốc và chạy theo mục tiêu bạn ơi. Rồi xong. Bạn đó đã không bắt được bạn kia. Bạn kia đã biến hình và chạy mất tiêu. Nãy giờ mình nói giống như là mình đang
bình luận viên bên đá banh của ta. Wow, sau mỗi cố gắng thì bạn đã cũng đã bắt được một người gọi bạn ơi, rất là hay luôn. Mình nhớ mình cũng đâu coi đá banh đâu, sao mình bị nhiễm dữ dẫn biết nè. Rồi hết thời gian luôn gọi bạn ơi. Yes, mình đã chiến thắng. Rồi thì thời gian chơi Hema cũng đã kết thúc rồi bạn ơi. Mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha bạn. Nếu bạn nào thấy video của mình hay và thú vị, nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi mình ra video mới luôn nha bạn. Thì bạn cũng phải nhớ là nhấn vào cái chuông để nhận thông báo luôn nha bạn. Bye bye.